nói trước khi giở keo đang qua không? Giở keo Phú Yên. Giở keo Phú Yên chạy lạc lạc ở Nha Trang rồi. Giở keo Phú Yên rồi nè. Giở keo Phú Yên. Hello, xin chào anh em. Mình đang có mặt tại cảng Hòn Rớ Nha Trang và bắt gặp một cặp giã cào sông cầu của Phú Yên. Phú Yên vơ mình bữa nay vô cặp cá bán cá ở cảng Hòn Rớ Nha Trang. Một chiếc giã tới là 94679, còn chiếc giã lui là 94024 Phú Yên. Ghe rất là đẹp anh em ơi. Ghe rất là đẹp và xịn sò luôn á. Bây giờ mình sẽ đi khám phá hai chiếc giã cào của Phú Yên vơ mình cho anh em xem nha. Nhìn hai chiếc ghe là mình biết là hai chiếc ghe này đóng ở đâu rồi. Bởi vì mình ở Phú Yên mà, cái xưởng nào đóng cho hai chiếc ghe này chắc chắn là mình sẽ biết. Bây giờ mình đang tò mò đây, mình sẽ đi khám phá bên trên hai chiếc ghe này cho anh em xem. Vô. Cặp giã của Phú Yên sông cầu. Rất là đẹp. Ồ, giã keo ké lửa bú không đây? Khám phá cặp giã cào Phú Yên. Giã cào Phú Yên rất là lớn. Ấy. Ấy. Hai chiếc giã nè anh em. Hai chiếc giã tuyệt. Hello em. Rầu mấy anh em sử dụng mấy ngày bây giờ còn nè. Đợt này do chắc bắt tổ mới. YouTube là gì? Bố về đi biển á. Bố về đi biển. Em làm lưới quay đêm, nhưng mà mùa này em nghỉ em đi quay phim chơi. Hình như ghe của mình đóng ở chỗ xưởng anh Tèo hả? Đúng rồi. Em đóng ở ổng hai chiếc rồi mà. Xưa em đóng chiếc 22 mét mấy rồi, vừa rồi chiếc hai bỏ dừng đen xuống sâu chiếc 23 mét. Ở Phú Lạc hả? Phú Lạc. Là chiếc đi xuống mà biết nào chiếc đó đóng á. Chiếc đó, anh xuống rồi bắt đầu đóng chiếc đó riêng biệt á, một mình á. Một mình mà chiếc sau này á hả? Hay là chiếc năm 2017? Không, nói cái chiếc năm ngoái đóng á. Chiếc năm ngoái đóng, vậy chiếc đây đóng một lượt như chiếc năm ngoái á hả? Đúng rồi, còn chiếc đi đóng sau nè, món năm ngoái nè, còn chiếc đi đóng năm kia là cuộc này năm trước. Cái chiếc của em là chiếc năm trước á. Năm trước, năm ngoái là chưa thôi, ghi đi. Ghi đi năm ngoái con mình ghi đi. Dạ. Nhìn cái ghe là ở đằng xe em biết đóng chỗ anh Ba Tèo ấy, giống như mình là dự đoán đó, là nhìn mấy cái sớ ghe là mình đoán ra là ghe của thợ nào đóng luôn nha anh em. Đây nguyên một cặp giã luôn, rất là sình sò, rất là đẹp.
nhìn cái mẫu ghe là thấy ghiền ghiền rồi. À, bắt gặp một em cô Min N14 tiếp anh em ơi. Một bạn cô Min N14 dễ chạy động cơ cô Min xe N14 500. Cái kích thước cỡ tầm này mà cỡ như thế này là rộng. Đây mình qua phía bên này, phía bên này cái máy này nó, cái máy của chiếc giả tới nó nổ ồn ào quá. Đấy, phía bên trong cabin của mấy anh em ghi vẻ nó ghe rộng rãi quá, gọn gàng không anh em, ghe rất là gọn gàng, ngăn nắp. Trong này cũng sử dụng một động cơ Cummins. Xuống mình khám phá thử đây là động cơ Cummins gì nha. Nên em đi quay ghe mà gặp ghe với máy là mừng á, như là gì á. Đây Cummins nhưng mà chưa biết Cummins gì. Mình sẽ khám phá luôn cái Cummins này thử. Cummins 350. Có cái số Cummins 350 đây. Dễ xài Cummins nhiều cơ ha. Động cơ Cummins. Anh em nào trên kênh biết cái dòng Cummins này thì vô bình luận nha anh em. Anh em nào trên kênh của mình biết dòng Cummins của mình đang quay thì vô bình luận nha. Anh em thầy thợ máy đâu rồi? Rất đẹp, rất sạch sẽ. Máy quá đẹp anh em ơi. Quay hộp số FG300 6 tua 1. Số đấy, trên ghe nè. Bồn dầu nè. Bồn dầu quá trời bồn dầu luôn. Dễ vui. Nhìn vô trong cabin thoáng rộng quá. Ghe mới đóng dán chưa. Ok. Chiếc bên này chiếc dễ lui, nó sạch tơn à. Trên khu vực bồng lái của máy ảnh nè. Khu vực bồng lái của máy ảnh tài công. Lên khu vực bồng lái chơi. Sử dụng một cái định vị on-way. Rồi một cái bộ đàm vậy thôi, một cái bộ đàm 12 băng vậy thôi, rất là đơn giản ha. Ghe này có hộp đen. Ok, mấy chuyện này không nói, mấy chuyện đây mấy chuyện ngồi lờ. Đấy, ngồi ở trên này dòm ra sau ngồi ghe rất là rộng nha anh em, rất là rộng, dài tầm mười mấy mét anh, 16 mét, phọt đầu máu quá bự ha, dài tầm 16 mét hơn giống như mình đoán ha, 16 mét hơn, trước kia nhìn nhỉnh hơn chút nữa, nhưng mà đóng cái mẫu ghe đời mới nè, nhìn rất là rộng luôn. Vô Khánh Hòa gặp ghe của anh em Phú Yên cho nên là thấy cũng vui vui quá. Nhìn cái bảng táp lô, biết bảng táp lô độ nè anh em. Mình cũng đang xài cái bảng táp lô này. Biển Nha Trang, cảng biển Nha Trang anh em ơi. Chiếc bên này chất dễ lui cho nên là
nó sạch bon à, nó sạch bon bon á. Ghe bọc nóc trăm ngòi hết, mấy con ngựa này còn bọc nóc luôn. Chủ tàu quá kỹ luôn. Một chiếc chạy Cummins N14, một chiếc chạy Cummins 350. Cặp giải cào Phú Yên của anh Tân, anh Bình Tân, có cái thúng có chữ Bình Tân đó. Ghe đang cạo ké lên. Hello, anh em có chiếc giải cào ở Phú Yên nè anh em ơi. Ghe rất là đẹp. Cặp giải cào Phú Yên. Giải cào Phú Yên vô lấy cá nè anh em. Ghe đẹp quá, lên ghe chơi xíu. Ấy. Ấy ấy. Đây vừa lắc vừa lắc. Mấy anh em đang lấy ké lên. Ok, xin chào anh em, quay cho anh em xem giã cào Phú Yên, sông Cầu. Ghe tầm 17m, 18m anh em. Ghe rất là đẹp. Đấy. Mấy chiếc ghe này là tại Phú Yên đóng luôn nha anh em, tại xưởng của Phú Yên đóng luôn. Quay cho anh em một vài mẫu ghe đặc trưng của Phú Yên cho anh em xem thử cảm nhận của ghe Phú Yên như thế nào nha anh em. Giã cào Phú Yên nè. Ghe rất là đẹp. Mấy anh đang nổ cho nên là mình không có vào khoang máy được ha. Hình như anh chạy Cummins N14 nè, chạy Cummins N14 anh em ơi, mình đứng ở đây mình cũng thấy được là cái Cummins N14 đó. Cummins N14 là mình quay cho anh em xem nhiều rồi cho nên là mình không quay lại cái máy Cummins N14 nữa, mình sẽ quay sơ qua ghi dễ đấy. Dễ Phú Yên, sông Cầu. Mấy chiếc rút trụ đẻ không anh em, mượt mè. Quá trời quá đó. Mấy chiếc rút khơi đêm của Bình Định. Dạ sợ mấy cái ghê. 9, 9, 7, 6, 8. Này gì lạc lẽo hết rồi. Còn có 219 98219. Này tàu sắt tàu đồ này.